mai bà con thằng ông nè ngày nế miền nhóm miền mùng hồ mình mốt cứ nhóm cả ăn chút sạch chú bây chuẩn rượu xóm mì lưu chí cả ăn chút sạch chú bây chuẩn cà rốt mật tế sân đại bình đó chi cực mốt sân đại đầy nâng tật trây xâm rạp phơi nhòm chân dân chạp rạp phơi được ngọt nghĩa một bổng chào một bổng để lấy dân riêng chọn đặc tính là đặc bây xin hào sẽ chụp bây cho anh dưỡng một bổng chào lấy dân xin hào sẽ chụp dân là mang cho anh lo tới lấy dân chạp rạp phơi được bình lái một bổng á chúng cô đang là ai chụp nế một ông dân thật cao vía một ông chà cao sẽ bộ về sàn lắm cha mong bỏ vật to bị dương cao sầm ạt rồi rồi thay lại dương thử mà hàng mía mong bầu nè chụp cuộc cái ai chụp nó dương hàng thật chặt đó mong bầu thật chặt đàng đàng chống nó mong bầu nè cha nên cái chia bình lại là những nhóm mặt vừa hơi rồi đó nên những sống ác hơi với bọc ổn á chà, anh lớn môn những dân chạp bà đam nhóm nên dân từ mơ phía rồi biết phương thật trái á bọc ổn chẳng dân từ mơ phía rồi biết phương thật trái ngọt nghĩa bọc ổn chà chà bọc ổn nên nhóm sống bà chạy với bọc ổn á chà, chùm phu cái tâm xo nên những nhóm bà chùm nguồn được khám á bọc ổn chà, chùm phu mà tê đai niên nên bọc ổn bà tạm ca châu chất á bọc ổn á bọc ổn châu chất hớ, bọc ổn bà chả tâm cỏ hóm á bông ổn nhiệt nhóm pra chùm đuôn một khám đài chùm này nít cứ chia một tên mà lễ á bông ổn chà từ tạm tìm xa mình lũi bông ổn mà tên nít xùa lộ tên nhé bông ổn á chà cỏ xó nít nhưng phở một con chan chạc cơ á bông ổn chùm phua tật trái con nít nhóm pra một con chan chạc cơ đài chùm phua bị chay nít nít nhóm pra mùi xong bị bài bình á bông ổn á chà nít cứ chia tật cầu chùm à đài nít nhóm băm cho bạc á bông ổn chà hai nít cứ chia tật cắt đài tất cả đại là dương mang đam tu với dương tụng ở việt thì chạy chẳng là bay tụng lý vừa tập tray phải dương một ôn á chấm phu tập tray luôn mòn nấy á bông ôn dương ăn tinh ban là tam tì xá nghe sùa lộ tê nhé bông ôn tập thầy nấy cứ dương thầy lý chấm muối tập tray thì dương vừa là đại bông ôn á của tập thầy đi về viên rồi chuyện chẳng ngay nhé nào mới chú ý tập thầy dương ban khát lo phò chà chẳng dương chập đang tập vừa được học nghe bông ôn á chà chà bông ôn này lỡ dương mà lý tập tray phải dương là bay vô tập cánh á bông ôn á cò xó một con chan chân cớ tật trầy một con chan chân cớ tật cầu chma cần là con chan chân cớ bị chế mùi sập rìa bái chà tâm xó nâng một tên đài nến dừng đại châu chân má một ôn á nếu cứ chi một tên mình lấy dừng cắt chân con con chân má một ôn á tâm cỏ hóm mặc hàm đây một ôn á chà nếu cứ chi tật kho mà đá ta dừng đào mạch cú với một ôn dừng thời đại châu tư mùi khnia đá một ôn á quỳ hai dân co khưởng nâng à lý á bông ổn chà bông ổn khi dân thử co khưởng vì à lý sọc châu khí á bông ổn á chà lợi cường dân ba là lý sọc châu khí hả chân dân chập đam vô tật cánh á bông ổn chà dân vô khưởng thì dân ban lý mình nằm bây giờ một cánh á bông ổn á chà năng hơi rồi rồi là bông ổn nè chà chà này bông ổn á cái tay dương bàn cần hơi rồi là bông ổn á chà
cha bông bồn rồi hai dương thở bật thay thật trầy rụng mòn này ha bông bồn á châu nó không thật trầy phải dương á làm bây giờ mình rụng chiên canh là chẳng hạn bông bồn nam mối chui thật thể dương mang khắp lò phong cha chấn đi chặt đàn chặt châu tới cứ dương trá một con cha chẳng cần nâng bấy nhá bông bồn cha này bông bồn á dương chặt châu thật trầy dương mang cân mà nhá bông bồn cha chà là bông bồn á chuyện chặt châu chân tới tập tây dương canh là miền trung chia chân ngắn nhé bông bồn chà này bông bồn á cha chồng cô tập tây vừa lia rồi vừa nhóm mà bông bồn cứ dương thời ca luôn chia biệt đất chú ái trái đất mỏ mà bông bồn á cường dương chả bạch ngang chà cha bông bồn lấy dương một mưa sạch chưa được dương ba sao chứ anh nữ bông bồn bây cho này dựng bàn sao nó mang cho anh ổn á chấn đi không sông sông hay là bây giờ ta hàn nó một ổn chà thì sông mà bây giờ ta hàn nó một ổn chà chúng cô sẽ chụp bây cho nó dựng hai miệng sẽ đang một ổn à dựng cũng sẽ đang khoan pin mà đồng mổ mới là một ổn chà lấy dương chập đam vô sạch nhưng mình lại thôi dương là bay mình nhóm mà bầu bầu nát chà đặt ai chút chà đặt ai chút là dương bàn hàng hơi nữa tập tổ mà cái dương đặt sạch từ đầu hết một ổn chà tập tổ mà cái dương đặt cà rốt á cà rốt lấy dương chu chi là xay xay chân á một ổn nát chà chà hai nít cái chia mình tê đại niếng á bông ôn mà bông ôn cho chật hết bông ôn lại tràn tới mà bông ôn cho chật hết ăn mặc khổ thì khổ với bà nên bông ôn nè tập cọ má việc đặt chi cũng một cái bông ôn chà này bông ôn á chà việc đặt cái châu miền chân thành áo máu chà tập cọ má nít cái chia sẽ chụp bảy châu ăn bông ôn chà chà nít cái chia tập tây miếng theo bàn phơi hào giống một ôn á chà tập tây lập phơi nhóm phải dương á chẳng lỡ dương sụp bay con về chân sinh mất một ôn nè chà lỡ dương sụp bay con về chân sinh mất một ôn chà mùi thấy như chặt đau thì bỏ á thì bỏ là ơi tập tây nên mình lại phải dương mang châu như sọc như bàn ổ một ôn cha dân cho bọn chân nó bông ổn á dân cho bọn chân nó đầm bay ở sạch nên mình lại mình tình trình phải dương mang châu sọc như ổ bông ổn cha ta công cho bạch lăng phê đừng cho bạch lăng phê mọt còn lại phải dương nghề dân cho bọn vì là mồm mồm á bông ổn á cha lấy chân còn lại dân lên diễn trợn đáy diễn tư tập thể á nên trong sông thang tập thể thế đó bông ổn á cha chấn tật thấy xem mẹ bà lại mà con cha đây tôi nó nghiêng không hở tật thấy nó chừng nuốt cả lạc con cha càng nắng một bóng chà chà như cho bà là bị sọt châu nề máu ở tật trời sạch bật lại thì dưỡng ăn châu sọt nề ổ một bóng bông bông á, tập tòa má thì kia sẽ đại đấy á bông bông, chúng tôi sẽ đại đấy nếu bông bông mà bọc mặt về chứ, dùng bọc ở bài bài mà bán đấy bông bông nè, cha này bông bông đấy, cha, cha chấn nhon cả ai chút sẽ chụp bay chốn hai rồi là bông bông nè, cha này thì em học cũng chưa ăn bông bông.